em lo đồ ăn. Dạ em lo hết chị ạ. Thôi mình chú kia. Em thấy không, nuôi con là trách nhiệm của làm mẹ. Đúng rồi, trách nhiệm của mình. Đó, thấy lửa cháy lên không? It just look. The bananas are on fire. Oh my god. Wow. Cho hai đứa đó con gái thì còn ba người lớn bên đây gì chia đôi. Không không, chị không ăn, em chỉ nhận ăn. Ok, không, em cái anh nhân cái hả? Rồi, chị không ăn đâu, chị không ăn đâu. Em mới hơn người cái chứ. Không không không, chị không ăn được, chị ăn cái. Đúng rồi, chị ăn cái đi, em ăn nhân ăn cái. Ăn cái này ngon lắm chị. Ngon lắm chị, nhìn thấy giận. Không không không, Hương Thi. Để cho nó còn cái lửa. Nè em đang quay nãy giờ. Chị không có ăn, em quay chị nè, thấy không? Đó, chị em ăn cái hộp từ ngô, anh ăn cái từ ngô cái này với cái bún. Đang có lửa cháy, không thấy chưa? Chuối nướng lửa, thấy không? Dạ, chuối nếp nướng, không có nếp. Không có nếp không? Chuối ngô cái này thì nghe, cái đầu mà. Chuối nướng. Chuối chim. Chuối chim. Cho bún vô với rau với cá. Không có hộp nha nè. Em lấy cái sốt gì chứ? Google thì muốn lấy sốt gì? Lấy cái sốt nước mắm á. Nước mắm nêm hả? Không, không mắm nêm trong hãng được, trong hãng gì Mỹ không à. Hả, em làm chung với chị Việt á. Dạ, em làm chung với chị Việt. Dạ. Ủa, còn chạy nữa đâu? Chị thấy mối tình của Việt với bạn em là mối tình đẹp nhất á. Việt đi đâu giờ cũng đi với Khang á, mà mới đám cưới đây thôi. Đúng rồi, mối tình đẹp. Cho em mượn cái tay của anh coi. Gông đâu? Đây, khoe gông. Đeo vô rồi. Thấy chưa? Thấy đeo gông chưa? Đeo còng số 8. Đeo vô rồi. Thấy chưa? Thấy cái gông. Không đâu. Đeo hai chiếc vòng số 8. Thấy chưa? Xong rồi nó nha. Đeo rồi đó. Có chị này làm chứng nè. Thấy chưa? Mà người làm chứng của em đẹp gái chưa? Bà chị đẹp của em đó. Có cả con quan tòa nữa kìa. Quan tòa cũng đẹp gái luôn. Quan tòa đẹp gái dễ thương.